Vâng. Shop DAC giải mã audio Hà Nội hôm nay em xin kính chào quý khách. Thì hôm nay em xin giới thiệu đến toàn thể quý khách một chiếc đầu MD và giải mã của phòng thu. Mang mọi mã model là MD801 RMK2. Con này thì nó là con model dành cho phòng thu, thế nên nó có hai cái tai jack đây. Hai cái tai để bắt vào những cái tủ jack chuyên nghiệp ở trong phòng thu sân khấu. Và con này nó có cái giá xuất xưởng là cực cao. Giá xuất xưởng vào năm 2005 nó là gần 2.600 đô, hơn 50 triệu đồng. Thì con này là một phiên bản phòng thu, thế nên là nó không có đường quang vào. Nhưng bù lại nó có một đường coaxial và một đường ABS EBU là hai đường số. Thì em đã dùng một thiết bị Audio Technica chuyển từ quang ra cốt để vào con này. Đấy, em dùng thiết bị rồi, cũng là thiết bị cả. Xịn sò của Nhật thôi, nó là chuyển quang ra cốt, nghĩa là số ra số thôi. Đấy. Thì cái ổ MD của con này thì nó chạy mắt KMS260, mắt phổ thông và là mắt dễ thay thế, ghi xóa và thu phát cực tốt. Thì bây giờ em sẽ test cái đĩa Thúy Hà Vôn 3. Đấy, play này. Thank you.
lạnh nhiều. Nếu hai
em sẽ test ghi đĩa này. Em cho một chiếc đĩa khác vào. Đấy. Thì khi ghi đĩa thì các bác ấn liền nút hai nút này. Record và play. Đợi đang lưu vào đĩa xong em sẽ mở lại. Đấy. Tất cả các chức năng em đã test ok. Bác nào có nhu cầu liên hệ đến em theo số điện thoại là 0966723489. Xem hàng và test hàng tại thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Bên em có giao hàng ship code toàn quốc cho các bác yên tâm. Và con này em bán ra với mức giá là 9 triệu đồng. Xin chân thành cảm ơn các bác.